Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể làm cái phần công cụ dụng cụ một cách chính xác. Ở đây chúng ta bắt đầu cho phần cập nhật công cụ dụng cụ. Có thể coi hiện nay là áp dụng một cái tài khoản 242. Chúng ta nêu ra hai cái trường hợp ở đây. Một là mua về đưa vào vào dùng ngay đấy, và trường hợp thứ hai là mua về nhập kho sau đấy xuất ra dùng đấy. Thì trong hai cái trường hợp này thì tôi sẽ đưa ra, đầu tiên tôi sẽ đưa ra cho các bạn cái trường hợp một, là cái trường hợp mà chúng ta trường hợp một này một nhé. Tôi giải thích rất rõ ở đây là khi mua về không không theo dõi kho mà trực tiếp hạch toán vào tài khoản 242 để phân bổ, sau đó theo dõi ở phần công cụ dụng cụ phân bổ. Rồi, thế thì ở đây tôi cũng nói rõ cho các bạn thế này. Cái trường hợp 1 là trường hợp chúng ta mua về mà chúng ta đi thẳng vào tài khoản 242 mà không có nhập kho, tức là chúng ta không sử dụng cái nhập mua hàng này bạn nhé, mà chúng ta sử dụng cái phần công cụ dụng cụ, đây gọi là mua ghi tăng. Phân biệt hai cái trường hợp nó rõ ràng các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ mua thêm mới một chứng từ, tức là chứng từ chúng ta mua ghi tăng ở đây. Thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có một cái chứng từ mua ghi tăng nó rất cụ thể. Trong này tôi cũng nói luôn cho các bạn là nó có cái phòng ban là một này, những cái mà các bạn cần phải lưu ý đấy là tài khoản chi phí này, số lượng đơn giá và phần trăm chiết khấu và số lần phân bổ. Cái này rất quan trọng, chính là số tháng các bạn phân bổ cái tài sản, cái công cụ dụng cụ đấy. Đối với các cái trường hợp mà phân bổ hai lần thì các bạn có thể hạch toán vào đây và cái lựa chọn cái phân bổ hai lần, số lần phân bổ là hai lần. Và các bạn có thể sau này là cái chức năng mà tôi sẽ nói đến là cái chức năng phân bổ của công cụ dụng cụ ấy, thì nó gần như là cái việc lựa chọn của các bạn có phân bổ hay không. Các bạn chạy phân bổ thì nó tạo ra một cái chứng từ phân bổ để hạch toán, chứ nó thực ra nó cũng không có cái gì là phức tạp ở đây cả. Thế đầu tiên chúng ta lập một cái chứng từ, thì nếu mà hình thức mà chúng ta thanh toán, hình thức thanh toán của chúng ta là chưa thanh toán và sau đấy chúng ta dùng bằng phiếu chi để thanh toán hoặc là ủy nhiệm chi của ngân hàng để chúng ta có thể thanh toán cái khoản này, thì chúng ta sẽ chọn là chưa thanh toán và nó sẽ hạch toán vào tài khoản 331 cho cái đối tượng là cung cấp cái công cụ dụng cụ cho mình. Trong trường hợp các bạn chọn cái tiền mặt đấy, thì các bạn biết là nó sẽ tự động tạo ra phiếu chi, các bạn kích vào đây các bạn biết là sẽ có cái người nhận tiền và số phiếu chi hiện lên. Điều này giúp cho các bạn là nó tự động tạo cái phiếu chi ở bên phiếu chi mà các bạn không cần phải sang bên phiếu chi để các bạn lập. Dĩ nhiên là bên cái phiếu chi nó sẽ hiện lên một cái chứng từ, là cái chứng từ phiếu chi từ cái phần mua ghi tăng công cụ dụng cụ các bạn nhé. Loại chứng từ là nó như thế. Thì mặc nhiên ở trong cái phần mua công cụ dụng cụ thì nó cũng có là có thể chúng ta mua công cụ dụng cụ từ cái loại hàng nhập khẩu, chúng ta chọn nút tích vào cái hàng nhập khẩu để nó hiện lên thêm các cái thông tin như là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt nữa nếu có. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lập bằng cái hình thức là chưa thanh toán hay tiền mặt, nó là cái tùy chọn của các bạn nhé. Chúng ta ví dụ chúng ta mua ghi tăng, chúng ta mua từ cái công ty kinh doanh vật tư tổng hợp này, đây là nhập mua công cụ dụng cụ ngày mùng 6 tháng 12 chúng ta nhập mua và chúng ta chọn cái công cụ dụng cụ mà chúng ta đã khai báo ở trong danh mục, trong cái phần khai báo công cụ dụng cụ này. Ví dụ các bạn mua cái máy khoan bê tông đúng không,
Ở đây các bạn chọn cái tài khoản ghi nợ nó là 242 và nó mặc nhiên nó để sẵn như này cho các bạn và không phải sửa đổi gì nếu không có gì thay đổi. Chúng ta sẽ phải chọn phòng ban để sử dụng. Ví dụ như ở đây nói là nói phòng ban nhưng nó cũng thực tế là cũng các phân xưởng. Cũng không phải là đến mức chúng ta phải cụ thể từng phòng ban đâu. Mà ví dụ như phân xưởng 1, phân xưởng 2, phòng kỹ thuật hoặc là phân xưởng hoặc là thi công công trình. Đấy, chúng ta chọn phân xưởng thành phẩm, ví dụ thế, hay là bán thành phẩm, ví dụ. Ở đây tài khoản chi phí của chúng ta đưa vào là 1, đã là bán thành phẩm thì chúng ta nhìn thấy cái tài khoản chi phí là 1541. Và cái số lượng của chúng ta mua về là 3 cái. Không có đơn giá là ví dụ 1 triệu rưỡi một cái. Thế thì cái số tiền ở đây là 4 triệu rưỡi. Và các bạn biết là cái số lần phân bổ ở đây nếu như mà bình thường thì có thể theo cái quy định của nhà nước, thì theo quy định của nhà nước có quy định cụ thể là cái công cụ dụng cụ đấy phân bổ bao nhiêu tháng. Ở đây tôi lấy ví dụ là 24 tháng thì cái tiền phân bổ ở đây là 187.500 đồng một tháng, các bạn lưu ý nhé. Cái khoản mục chi phí mà khi chúng ta đưa vào cái tài khoản 154 ấy, thì nó là cái phần chi phí chung. Các bạn biết là ở trong cái thông tư 200 ấy thì nó có cái tài khoản 6273 để hạch toán vào. Nó là chi phí chung. Nhưng ở trong cái thông tư 133 thì nó không có các cái tài khoản đầu phí, thành ra là chúng ta sử dụng tài khoản 154 và chúng ta sẽ chọn là chi phí sản xuất chung. Mặc nhiên là các bạn kể cả các bạn có chọn ở trong cái thông tư 200 thì các bạn vẫn phải chọn cái đối tượng cái khoản mục chi phí này nhé. Ở đây sau khi chúng ta làm xong chứng từ này ấy, thì các bạn nhìn thấy nó sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ chọn tiếp cái phần nếu có chi phí vận chuyển thì các bạn thực hiện giống như phiếu nhập mua hàng và có vận chuyển bốc dỡ phân bổ. Trường hợp tiếp theo là hóa đơn, chúng ta có thể chọn hóa đơn 10% hoặc là bao nhiêu phần trăm đấy, chúng ta nhập đầy đủ vào thông tin vào. Sau khi các bạn làm xong các bạn chọn lưu. Ở đây tôi rút gọn bớt là những cái mà chúng tôi không cần, hiển nhiên các bạn biết thì chúng tôi không 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 giới thiệu nhiều. Phần đấy là các bạn biết, các bạn tự có thể làm được. Thế đấy là ví dụ về một cái trường hợp mà chúng ta mua ghi tăng luôn và không theo dõi ở trong kho. Đấy là các bạn có thể lập được cái chứng từ như thế.